đang có Rambo đi bóc của ai biết cơn. Rambo nhảy xuống, Rambo làm được một, Rambo làm được cái. Bên Mew được từ Posada, King Flash được trả là cực kỳ đều tay. Shady đã vào được thủng sân và cái double kill của Shady vỡ trận rồi, nhưng BB ở đây có double kill. Và Pu chưa phát hiện ra đô la đâu. Bây giờ lộ phút, đô la bắn tốt ở trong Posada. Origami có được một mạng, Origami biết được đô la ở đâu rồi. Flash Pu là dâm trời đây, đẩy báng súng nhưng nó vẫn rất ngầu. Quá hoàn mỹ, không một vết xước. Các thành viên của hai bên đang bị mù. Đứng ở sandwich đó là một mạng, hai mạng dành cho Kim Pu. Một chưa có cái mạng thứ hai. Đằng sau lưng thì đang ép tới double kill đô la. Kim Pu một người mù, bị phát hiện Origami, một thương binh nằm. Thương binh tiếp theo của tên Mau Vi có 5-0. Mimi vẫn chưa cover, Mimi muốn trốn. Và đây rồi, Dola đang đi bóc, Dola bắn sâu được, Dola có 1, Dola có 2, Dola có 3. Rất nhanh chân, nhanh tay đến từ bên phía các thành viên từ tuyển Posada. Nhưng bây giờ thì Mau Vi, Mimi ra back up đi. Mimi không, đó là PM Leon lên trước và PM bắn cháy quá. Ra rồi, quay Mimi đi, 1 và 2. Support double kill. Ơi tham đến từ Timber và anh đang có cơ sở để làm điều đó, và bốn bạn cho Timber. Chuyện gì đây này sếp? Mai anh ta sẽ có double kill xong rồi. Và Timber chốt được đen và nhân tâm sẽ không tranh. Ok, sao lại đi ngang qua đời nhau thế này? Thì ở đây Mai bảo về nhà đen. Mai sẽ bắt được một người. Và bây giờ Alotus họ đang ngủ về cao đen lại có người kề. Mai hơi liều lên đây, Mai hơi bình tĩnh lại. Nhưng anh ta đang ngủ. Còn quá nhiều nữa, đội hình của TT Esports đã bắt được Uzi. Và người cuối là Footboy. Phải bắt được anh chàng này và đòi double kill cho Timber. Mình Footboy bắn tốt trong sàn quýt. Ở đây Mai nhảy xuống, Mai có được cái double kill. Vào là chết, chỉ một thôi. Một, ok. Hai, ơi. Đó là chưa đủ, bắn trúng shipper đấy. Đây là hai người top 2 K3. Ui shit tin á. Luôn bị bắt ở cái giai đoạn này rồi. Footboy nghe được phút. Footboy được kế chưa? Footboy có sự hỗ trợ. Footboy hoàn toàn có thể có thêm mạng. Double kill cho Footboy. Phía này của TT Esports support đã kề. Và nó có kế rất đẹp, liên tục mạng cho TT. Và quá nhanh chóng. Có thể lùi về được. Nhưng không có ảnh được không? Kính biệt tổ. Một mạng. Đấu tiếp. Đúng. Đấu tiếp nữa tổ. Trời ơi. Không thắng không về. Nhân tâm mặt tốt. Double kill cho nhân tâm. Và Mai tiến được người trên Timber rồi. Double kill cho Tom Hanks. Mọi cả người KT15, 1, 2. Quá nhanh không? Sẽ có những người backup quay trở về. Okay. Bắt được quang con. Và giờ bắt được thêm hạng nữa double kill. Và chỉ có một mình Nevis. Ok, và nó triple kill cho Mousevee. Quay ấy kìa, đúng rồi. Bảo vệ 1 và 2, không có 3 ở đây đâu. Một phép 5 à. Đừng bảo với tôi làm được double kill PM, triple kill PM. Clear là Mosemi vẫn chưa liên. PM nào lên tăng, PM sẽ có mạng của Hiếu Mèo. Nhưng chưa đặt C4 bình, ranking có ai để C4 ở nhà. Double kill cho là PM. Mau Vi đang chờ tí thiệu. Mau Vi lộn phút. Mau Vi sẽ bị kề lại. Nhưng phát con nhảy là ai đấy. Double kill, chắc chắn rồi. Ice Cube ở đây đã có những cái mạng trao đổi trong kho. Pu có được một mạng Ice Cube cũng làm điều tương tự và Pu double kill. Có triple kill không? Nghe tiếng Tuska rồi. Trên đầu triple kill. Nào, thứ tư. Quát kill. Quát này. Ôi xoài Ultra kill. Ôi, Tuska Ice Cube cơ. Đây, bây giờ bắt được PM rồi. Ôi, có một lên tiếng rồi. Bây giờ chỉ cho PM mà thôi. PM phải làm hết trong game thiếu này hơn. Double kill, triple kill cho PM. Và đưa về một vẹn ai. Tình thần chiến đấu vẫn còn. Bây giờ các thành viên của ranking sẽ đi bắt. Không để im đâu, nhưng cứ từ một vẹn một rồi. Và bây giờ thì đó là clutch taker đến từ PM.